ha, rồi con cua đẹp hơn vợ nè, đắt đi. Chàng Ra đang quay video hả? là người À, đang quay. Con ok cua đẹp hơn mà. Chụp hình đi không? Ok, Victor, action. ok tối nay mình sẽ ăn con này Con cua. 4 kg, khoảng chừng 8 pound, Hơn vuông 8 vắn pound. đấy Dạ. ha. Ok, Bao nhiêu đang tiền? khoảng chừng 8 triệu tiền Việt Nam, 350 đô và ha. 350 đô ở Mỹ ha. Ừ. Rồi, 8 triệu Việt Nam bỏ vào nồi hấp nè. Cái này là sống nó sống ở trong, nuôi nuôi ở trong cái Không phải nuôi, nó sống tự nhiên ở ngoài biển chứ. Dạ, người ta đánh bắt ở ngoài biển. Mình mua con này là sống mà, mọi người mua từ sáng tới giờ mình bỏ đây, bây giờ nó yếu rồi. ok, Đây. để bà xã sóc để bà xã nấu ngon ngon ha, đừng có uổng ha, ở đây mất tiền rồi đừng không. Chỉ có hấp thôi. Được, được. Ok, để giờ làm cho. Ok, ngoan ngoan ha, đó mình sẽ ăn thịt. Ok, hồi nãy nó cắn tôi luôn, ăn thịt này, hồi nãy cắn tôi ăn thịt này luôn. Ok. Ghê quá. Ok, Này, đem quay em này. anh Ok mọi người, đó đây là lần đầu tiên mà hai vợ chồng Lộc mua cái con cua này về nhà ăn. Trước đây thì mình sẽ đi nhà hàng ăn đó. Thì bây giờ dịch bệnh không có đi nhà hàng ăn được thì mình sẽ mua và mình hấp tại nhà để ăn nha mọi người. Đó thì đây bây giờ mình sẽ bỏ vô cái nồi mình hấp, là ở dưới Lộc đã có sả với gừng nha mọi người. Lộc đã chuẩn bị sả với gừng. Đó con này nó bự quá, cái nồi to như thế này mà cũng vô không được đây nè. Bỏ được vào cái chảo này rồi, bây giờ mình sẽ hấp ha. Hello mọi người, đó thì Lộc đây là lần đầu tiên Lộc hấp nên là Lộc sẽ học theo trên mạng. Bây giờ là hấp được 15 phút rồi, mình sẽ mở ra coi nha. Đó, nó đang rất là sôi mọi người, và đỏ và đẹp rồi nè, Victor rung kỹ vô chút. Đó, đó thì bây giờ Lộc cũng chưa biết nó chín hay chưa nữa, thì mình sẽ cắt ra một cái chân để mình coi thử ha. Trước khi cắt là mình sẽ tắt bếp trước đi Ra Victor ha. tắt đi. Đó, kiểu bị nóng quá. Rồi, ok, mình sẽ cắt thử một cái chân coi ha. Rồi, cái chân này đi. Cắt ở đây hả? Tùy Hay là bẻ ra ta? em quyết định đi Cắt ở đây đi. nha. Đây à. Nên bởi không lấy cái dao khác, cái này nó. Cái này dễ cắt lắm mà, nó vỏ nó mềm lắm. Ok. Ok. Đó, mình đã cắt ra rồi. Ok. Cái kéo này là cắt được rồi đó. Cái vỏ này rất là mềm, phải cắt ra Cho coi những nước ướt. Ok. Bẻ cái này ra đi. Mình sẽ cắt thử một cái. Ồ, cái vỏ nó rất là dễ cắt luôn á mọi người. Nó mềm lắm. Nghe nói con cua này nó sống 100 năm ha. Con cua này đã sống được Nó 100 năm rồi đó hả? mấy cua này có thể sống được mấy chục năm đến 100 năm á. Giờ mới Yeah. lần mấy người đi đi bắt cái này á, mỗi mỗi năm tai nạn nhiều người chết, không biết là chết mấy mấy trăm người, là chết mấy ngàn người một năm á. Wow. Rồi phải phải Vậy đi là con xa xa. Victor Dạ ok. đã chín rồi nè. Không biết đã chín chưa? Anh rung gần lại đây. Dạ, em ăn khỏi coi đi, biết rồi Ồ, chín rồi em ha. nấu cơm bà cho chín rồi. Ok được Chín rồi. rồi, chín rồi. Dạ, Ok. tắt Bây giờ lửa mình đi. sẽ lấy ra ăn ăn Dạ, con tắt nữa lửa. rồi. Ok. Ok. Vậy là đã chín ra mọi người. Sau một hồi nấu nướng thì mình đã hoàn thành rồi đây. Tối hôm nay hai vợ chồng mình sẽ ăn cái con cua này thôi, không có ăn cơm nữa. Đó, bây giờ rồi, chia 1, 2, 2, 3, 3, vô. vô Việt Nam. Ok. Ok. Chồng Lộc sẽ uống rượu vang và Lộc uống nước cam nha mọi người. Ok. Ok, mời mọi người ăn cơm tối với vợ chồng mình nha. Ăn ăn cua. Hồi nãy xém xém bị nó cắn cắn chút xíu đâu, không có lao. Bởi vì mình đi là trả thù, mình đi ăn lại Ăn lên. 8 cái chân vào, ít nhất ăn hết 8 cái chân. Ok, cái chân này là vừa nãy cắn anh đó hả? Bây giờ Rồi coi cái thịt nè. Rồi thịt bự tại sao chồng lấy vậy ra nó bị bể vậy nè. hả? Mời mọi người nha, Lộc Ok. sẽ em sẽ cắt cho anh cái chân khác để coi. Chúc mừng thì mình Ngon, thiệt ngon. Lộc sẽ cắt cái chân này ra ha. Nói thiệt là hồi nói mình chưa ăn qua cái cua
cua này phải, em tưởng là tôm hùm là ngon nhất. Thịt này ngon hơn tôm hùm. Dạ. Chai tôm hùm hơi cứng. Cái này như nhọt, như mềm. Nó kết hợp hai cái hay của tôm hùm với cua. Cua nhỏ thì cái thịt ít, mà cái này cua lớn cái thịt giống như tôm hùm vậy, mà nó mềm nó không có cứng giống như tôm hùm. Này biết tôi ăn. Em ăn. Đây em có nè, nhiều lắm. Nó hai vợ chồng tối nay là ăn con này đó. Em nhớ mấy phút ha, chúng ta mình làm này. 15 phút thôi. Rồi mọi người ơi, thịt quá trời thịt nè. Ngon thịt nào. Hai vợ chồng Lộc sẽ chấm với muối tiêu chanh và có cho một chút xíu xả vào nha mọi người. Đó, để cho mà ăn chấm vậy thôi, biết tôi có chấm thêm bơ nữa. Bơ nè, bơ mình quay microwave cho nó nóng lên đó. Nói chuyện mình tới Mỹ cũng chỉ có ăn không qua 5 lần à. 20 năm trước có ăn 1-2 lần vậy sắp. 20 năm trước ha, cái này dễ lắm. Tại hồi đó Trung Quốc với Việt Nam chưa phát triển lên ha. Không có thị trường, chỉ bán cho Mỹ thôi. Hồi đó nhớ là mười mấy đô một pound, một ký là bao nhiêu ha em? Một pound là 4 lạng rưỡi, một ký là hơn 2 pound đó. Hiểu. 20 năm trước ha, một ký Việt Nam là khoảng chừng 1 triệu. 20 năm trước. Rồi sao Trung Quốc giờ với Việt Nam loại mới sao ha, giờ cái này bán qua Trung Quốc mười mấy năm này giá lên đó, mình Mỹ chịu không nổi, không thèm ăn đại mắc quá. Bây giờ Việt Nam cũng ăn cái này nhiều nè. Bởi vì mà Victor có lên mạng điều tra, bây giờ Việt Nam ăn cái này cũng dễ tiền à, dễ hơn Mỹ, không biết tại sao lý do. Nó cũng là nhập khẩu ở Canada, ở Alaska xuống, mà có thể chắc là Việt Nam cái tiền công, cái tiền kinh doanh nó lợi ích hơn, bởi vì nó bán được dễ hơn Mỹ nữa. Việt Nam bây giờ bán khoảng chừng 30 đô một pound, 60 đô một ký. 60 đô một ký là khoảng tầm 1 triệu... 1 triệu rưỡi phải không? 1 triệu 3, 1 triệu 4 đó. Dạ, bây giờ ở quận 5, quận nhất ha, mấy cái chuyên môn bán hải sản á, không phải nhà hàng chắc chắn mắc rồi, nhà hàng phải bán 2-3 lần. Mấy cái chuyên môn bán cá, bán hải sản á, 1 triệu rưỡi một ký. Mà còn dễ hơn Mỹ đó. Mỹ bây giờ là thường không có giảm giá là 50 đô một pound một ký là phải 100 đô, 100 đô là cũng phải 2 triệu. 2 triệu 3 á, 100 đô là 2 triệu 3. Với Việt Nam, Việt Nam có điều kiện thì ăn cũng dễ hơn Mỹ nữa. Tại vì là cái kinh doanh á, cái kinh doanh tức là ok, tức là cái địa chỉ bán hàng á. Yeah, rồi cái tiền công, cái chuyển hàng tiền công Mỹ muốn lợi nhiều hơn. Việt Nam thì kinh doanh cái chi phí ít hơn. Dạ, đúng rồi. Ở Mỹ mà tại vì là những cái con mà sống á thì mình nuôi, mình nhập vào siêu thị, chuyển dòng mắc đó. Dạ. Dạ, vận chuyển rất là mắc. Vận chuyển đã mắc rồi mình còn nuôi trong bể, rồi thuê nhân công, rồi các thứ nó sẽ mắc hơn. Bởi vậy người ta sẽ bán với giá cao hơn ở Việt Nam nữa mọi người, mặc dù là nó nói là bắt từ Mỹ ha, hoặc là từ từ Mỹ là từ Canada. Bây giờ hoặc Việt Nam từ Canada, ha. Nghe nói có Việt Nam còn, biết ở nhà cũng có cua này nè nha. Để em cắt cho. Anh ăn đi. Đó, thì bởi vậy là từ mình ở Mỹ nhưng mà mình ăn cái cua này nhiều khi còn mắc hơn nha mọi người. Đó, hôm nào hên thì mình mua nó sale xuống chút xíu, nhưng mà sale thì cũng không có sale nhiều đâu. Cũng nói chung là cũng mắc. Bởi vậy lâu lâu mình mới ăn chứ không phải là lúc nào mình cũng ăn được ha. Đúng đúng, ăn hải sản phải ăn rượu trắng. Mà biết tôi không thích rượu trắng rồi, kệ đi. Cái này rượu vang này luôn luôn ăn với beef steak, thịt bò, thịt dê, thịt heo. Ngon, thịt ngon, xúc xích được, nó tươi. Cái thịt ngon ha. Thịt nó đã quá luôn đó mọi người. Quá trời thịt nè. Oh my god, biết tôi ăn cái chỗ này đi. Người Mỹ, người Tây ha, nó dở quá, nó không biết ăn mấy cái này, nó không dám ăn sống đó, nó ăn đông lạnh đó. Đông lạnh không có ngon mà không có rẻ tiền nữa. Chứ từ chồng lần nói tiếng Việt Nam nên tiếng Việt Nam không có rành nhiều nên là nói hơi thông cảm ha. Mọi là... người thông cảm nha, tức là ảnh nói là người Mỹ trắng, người sống ở Mỹ á thì sẽ là
không có thích ăn những cái con cua này mà bằng sống á, người ta hay ăn cũng là cua này nhưng mà đông lạnh đó mọi người. Đó thì không biết tại sao, không biết lý do tại sao. Một cái lý do là nó không thấy, nếu mà mình Á Châu tươi thì mình thấy ngọt, thấy tươi mà nó không, đối diện với người Tây nó không có cái chữ là tươi sống mấy cái này, nó không có, nó thấy không có gì đặc biệt á. Đúng rồi. Vậy thì nó thì ăn đông lạnh. Yeah. Đông lạnh thì cái thịt này nó không có ngon, có ăn qua là không có ngon. Yeah. Phải thịt con cua này sống thì ăn nó mới ngon hơn. Đông lạnh cũng ăn cũng ok nhưng mà chỉ có điều là nó không có được ngon bằng với không có ngọt thịt bằng cái con cua mà nó còn sống thôi. Đó. Thì giống như là người Mỹ người ta như mình ở Việt Nam mình là. Mày coi chưa, coi nguyên con thịt nè. Ờ, biết từ cắt phải cắt hai bên như này nè. Cắt nè. Đây, cho cái chân này nè, ổng cắt không? Có một bên. Trời ơi. Lấy ra còn quá trời. Ngon không? Ngon thiệt ngon. Ừ. Rồi, biết từ ăn hai kiểu ha, một kiểu là bơ. Ở Mỹ ăn tôm hùm cua thì chấm bơ, bơ chỉ có bơ tự nhiên vậy, đậm nóng nó cho nó tan nha. Rồi, cái này là bà xã làm muối điêu chanh xả. Anh thì kết hợp hai cái, chút xíu bơ, chút xíu chua chua. Rồi nói thiệt là người Tây, người Mỹ nó không, nó yêu cầu đơn giản lắm, nó không biết ăn. Chỉ có người Pháp, người Âu mới biết ăn, người Mỹ nó đồ ăn nó đơn giản, chỉ có thịt nướng hay là bít xếp. Nó kỹ thuật thì cao, biết làm máy bay, làm máy tính mà nó tới ăn thôi, dễ, nó dễ, nó đơn giản lắm. Rất là dễ chịu. Dễ nha. Nhất là người Mỹ nó nhà hàng kinh doanh, thí dụ cá tôm hùm là sống mà nó bắn mắc quá trời mắc. Nó mắc hơn mình người Á Châu nhà hàng nhiều lắm. Dạ. Tức là đồ sống ở Mỹ rất là mắc nha mọi người. Chỉ có đồ đông lạnh thì rẻ tiền thôi. Thiếu con này ha, thiếu nhà hàng làm tươi ha, sống ha, nó phải bằng bán $1,000 nó mới chịu làm. Dạ yeah, đúng rồi, nó phải 2-3 lần đó. 4 lần. 4 lần luôn hả? Dạ, yeah, 4-5 lần. Thế hồi đó mình có ăn một lần ở nhà hàng là hết 700 mấy không? Còn nó rất nhỏ hơn. Nếu là điểm người Á Châu mình có nhiều món nữa. À. Á Châu thì à, tức là anh đang nói là ở siêu thị Mỹ và ở nhà hàng Mỹ. Ồ dạ. Thí dụ ở nhà hàng Mỹ thì ăn cái gì nó cũng mắc hơn. Tại vì cái tiền công người Mỹ nó mắc hơn nữa. Còn cái người Á Châu mình mà mở nhà hàng thì mình ăn sẽ rẻ hơn. Đúng rồi. À ok. Muốn ăn cái chân nào bẻ ra rồi không? Mấy con cua này 20-30 năm trước mấy người Mỹ không biết đâu. Giờ mình Á Châu thích ăn á thì nó mới có thị trường đi bắt. Bắt tươi á, thành đó thì nó bắt cái này thì nó làm tung nặng ở ngoài biển á, nó tàu lớn lắm. Ở ngoài biển đó, nó bỏ vô tung nặng luôn. Dạ. Yeah. Tức là hồi đó cái người Á Châu mình chưa có tới phải không? Là người ta sau khi bắt xong ở trên tàu á, tàu Mỹ thì tàu lớn lắm. Nên là trên đó là có luôn một cái dây chuyền chế biến là coi như là nó cặp đông luôn ở trên tàu đó. Cặp đông luôn là chỉ có vận chuyển về cập cảng một cái là bắt đầu là có xe tới chuyển tới các siêu thị để bán luôn. Đó. Nó, thì, mấy con tàu lớn lắm, ở trong nó giống như cái công nghiệp nó vô hộp vô đá luôn thì tại vì mấy con tàu nó tới biển có thể mấy tháng mới về tới thành phố. Kiểu giờ mấy cua tôm hùm này nó quý quá vậy, nó phải đông lạnh luôn. Mà mấy con cua này bắt thì rất là dễ, Mỹ xài máy móc hết phải không? Khó bắt lắm à, giờ nguy hiểm lắm. Mỗi năm chích cái nhà này chích mấy trăm người là mấy ngàn người, khó bắt lắm. Đó. Phải lấy xa. Nó chắc là ở cái vùng biển thiệt sâu à, cái này. Nói anh lấy thịt ra ha. Đó. Rất là ngon mọi người, cái thịt nó thì khỏi còn chê, miễn chê luôn ha. Trong các loại cua thì Lộc đây là Lộc cái loại cua mà Lộc ăn mắc tiền nhất.
Còn không biết cái còn cái cua nào nó mắc tiền à, có chứ ha. No, cua này nó mắc tiền nhất rồi. No. Hồi đó cái anh gì ở YouTube Việt Nam anh ăn cái cua gì đặt hàng mà mắc tiền quá trời đó. Cua gai á. Cua bằng té là anh thấy là đắt nhất, mắc nhất rồi, ngon nhất rồi đó. Cái kia là có thể đó. Nó không phải mắc là mắc cái ngon đó, mắc là tại nó ít. Thì vẫn là mình đang đánh giá về cái mắc á. Thì cái cua vẫn còn có những cái loại cua nó mắc hơn nữa. Thì mình chỉ đang đánh giá cái giá thôi ha. Còn cái tại vì những cái cua đó chơi chắc cái thịt nó ngon. Tức là có thể cái thịt nó sẽ ngon bằng cái cua này thôi, nhưng mà nó hiếm hơn á. Nó hiếm thì nó mắc. Nó khó bắt hơn thì nó mắc. Nó mắc ở cái hiếm thôi, nhưng mà cái thịt thì chắc nó bằng cái này, mình cũng chưa ăn thử thì mình đoán vậy thôi. Với em mình ở Mỹ mình bạn bè giống nói chuyện vui, nói vui ha, nói là muốn ăn cái này thì mau mau ăn ha. Cái này chỉ có càng ngày càng ít càng mắc, tại Á Châu, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan kinh tế sẽ phát triển lên thì ăn sẽ dập hậu cái này. Thí dụ Việt Nam ăn nhiều người ăn thì Mỹ thì cái giá sẽ nó bán cho Việt Nam, nó trực tiếp bán cho Việt Nam, nó không bán cho Mỹ, là bán cho Mỹ nó phải mất tiền hơn. Đúng rồi. Mấy năm này cái giá xuống lại đó. 10 năm trước ha, Trung Quốc phát triển lên, trời ơi, mắc quá. Trung Quốc nó mua nhiều lắm, Trung Quốc nước lớn. Trung Quốc thị trường lớn mà, nó hơn 1 tỷ dân lận. Tại vì 10 năm trước Trung Quốc mấy cái người chính phủ á, sĩ quan nó mời khách đó toàn là ăn cái này. Giờ sau này Trung Quốc cái luật mới ra, chính phủ không cho người làm chính phủ tiếp khách, chặn cái ăn hối lộ á, thì bắt đầu cái giá mới xuống rồi. Rồi mình người Mỹ mới bắt đầu ăn có em cắt không có đúng thì nó cắt phân nửa ra luôn này nè. Xin mời mọi người nha. Ngon quá, bây giờ ngon chắc không? Phải nhắc một con. Bữa nay con ngày là vợ bao ha, vợ đau nhà 330 đô á, vừa đủ trả. Victor bỏ thêm mấy chục đô để vừa đủ trả con này mua về cũng 300+. Đấy là người ta nói cái câu là cố gắng một ngày thì cái gì vất vả 10 tiếng thì được hưởng trong vòng mấy chục phút thôi đó mọi người đó, được hưởng một con cua này là hết rồi đó. Bữa nay lột bao biết từ lý do bao là như thế nào để kể cho mọi người nghe không? Cách đây bữa nay ngày mười mấy 15 phải không, 15 là mấy hôm trước á, là sinh nhật Peter là ngày 11 tháng 12. Bữa nay là 15 tháng 12 thì sinh nhật Victor, thì Lộc nói với Victor là Lộc không có tặng quà gì, tại vì không biết là Victor thích cái gì mà bây giờ cái gì cũng có rồi. Đó, thì Lộc sẽ làm mua một con cua để hai vợ chồng ăn sinh nhật Victor. Nhưng mà hôm đó thì mình có mời con gái của Victor qua ăn á, thì bé không có ăn được cua mọi người, không có ăn cua ha. Ashley không ăn cua Victor ha. Nên là hai vợ chồng đã quyết định là mua thịt ba chỉ heo với lại thịt bò bít tết á, thì mình với lại mình ăn lẩu nữa, thì mình đãi bé và vợ cũ của Victor nữa đó, mời hai mẹ con tới thì ăn bữa tối, thì mình sẽ nên là mình chưa có thể mua cua được, chỉ có ăn lẩu với lại ăn bít tết thôi, thì bữa nay thì mới mua con cua này về ăn này mọi người. Đó là Lộc bao với tờ cái con cua này ha. Đó, một ngày làm việc của Lộc đó mọi người. Mà cũng may mắn là năm nay là từ đầu năm tới bây giờ là ăn chơi thôi, thì mới đây mới tháng 11 vừa rồi mới nhận được cái công trình này làm, thì mới lấy cái tiền này để mình mua con này để bao sinh nhật của chồng, thì nó rất là ý nghĩa nha mọi người. Dạ đau tim không? 300 là một ngày bao ăn con cua này có đau cũng có chút xíu đau lòng, tại vì nó mất tiền quá, nhưng mà thôi thì hai vợ chồng mà mình ăn cũng không có sao hết, nên là cũng chồng vui thì được rồi. Ok ở Mỹ vui lắm ha,
Victor Tuấn 3-4 tuần năm tới Mỹ bao. Hồi đó mình ở Mỹ mua cá cái đầu là miễn phí. Tại hồi đó không người Tây người Ý không biết ăn đầu cá. Rồi mình đi mua cá thịt thì nó tặng mình con cá đầu. Rồi sau mình Việt Nam qua thích ăn cá đầu rồi nấu canh chua là cá thịt nấu khổ tổ là cái gì. Rồi bắt đầu đi hỏi nó hoài, hỏi cho muốn nhiều mua được không. Rồi bắt đầu nó từ từ nó biết mình thích ăn cá đầu rồi bắt đầu bán bây giờ bán càng ngày càng mắc. Thì nó bán chỉ có $1, $2 một ký, bây giờ bán đấy giống như cũng còn mắc hơn cá thịt nữa. Bây giờ người ta để nguyên cái đầu trong cái con cá để người ta cân cá luôn á. Nói thì cái cá đầu thì miễn phí. Bây giờ mình đi mua cá tươi á là người ta cân nguyên cái đầu đuôi nguyên cái con cá đó để tính tiền cho mình á. Nên là không có giảm giá gì hết đâu. Heo luộc, heo cực, không có ai ăn hết đó. Tức là nội tạng của con heo, heo ruột với lại cực, tim các thứ đó, ở trong bụng con heo không ăn, người ta chỉ có ăn thịt thôi. Đó, da cũng không ăn nè mọi người, da có ăn không? Da không ăn. Da người Tây không có ăn ha. Mình đi siêu thị Mỹ á, siêu thị Tây á, siêu thị của người Mỹ á, thì người ta bán thịt heo thì không có da nha mọi người. Chỉ có đi siêu thị Việt Nam hoặc là siêu thị Tàu hoặc là Hàn Quốc thì còn có da, còn lại là siêu thị Tây thì không có da. Đó. Rồi mười mấy năm này Mỹ cái gì cũng có à. Gà ta, vịt cái gì cũng có hết rồi. Ngỗng cái gì cũng có hết. Người Mỹ nó không có nuôi. Mà mấy người Trung Quốc, Đài Loan mấy người làm cái nghề này, cái kỹ thuật kỹ sư á, nó nuôi gà ta ngon, thịt ngon, nó nuôi bây giờ bồ câu, chim bồ câu, ếch cái gì cũng là nuôi ngon lắm. Cá rô phi rồi các loại cá rồi ở bên Mỹ nuôi rất là nhiều ha, nên là những cái gì mà sản xuất và nuôi tại Mỹ thì bán giá rất là phải chăng, mình rất là dễ dàng ăn được á. Rau củ cải cái gì cũng là Mỹ nông nghiệp nó không có trồng thì mấy người Trung Quốc làm nông nghiệp hay Việt Nam làm nông nghiệp thì nó tới đây này nó sau thành phố 1-2 tiếng xa mua đất dễ tiền thì nó trồng rau muốn cho trồng mấy cái củ cải Việt Nam á, Trung Quốc rồi nó bán 2-3 lần cao hơn cái giá mình bình thường ăn á, tại thị trường nó không, Mỹ thị trường không có cung cấp á. Đúng rồi, tức là những cái mặt hàng rau của Á Châu, người Á Châu mình ăn giống như rau thơm, rau mùi các thứ á thì Mỹ không có, mà người Việt Nam mình hay là người Trung Quốc, Đài Loan, người Châu Á mình qua trồng á thì bán rất là nhiều, nên là bây giờ ở bên này thì rau củ quả không có thiếu ấy, mọi người. Rau ở không khác gì ở Việt Nam mình luôn á. Đó. Chỉ có điều là giá nó mắc hơn thôi. Ồ, bẻ cái chân này ra. Cắt đi. Cắt đi nha. Để em cắt đi. Mọi người mới ăn chỉ có mấy cái chân thôi mà là cũng thấy hơi no rồi đó. Không biết là có chín hết cái con này, nếu mà không hết thì cái mất rồi, ngày mai. Ngày mai mình ở đây. Nói thì các con này đó luôn luôn là ăn 6 người tới 8 người, mình 2 người lắm. Nhiều thịt lắm nè, coi. Ở đây còn nhiều thịt lắm nè. Lội được thịt ở đâu dài. Trời ơi, còn nhiều thịt lắm mà. Ở chẳng còn nhiều thịt lắm mà. 2 người đâu có ăn hết. Nhiều thịt lắm nè. Không mời được cái bụng. Hả? Ông rút được ở cái bụng đó một chút xíu thịt. Nói chung ở Mỹ á, thì mình sẽ ăn được còn tôm hùm thường xuyên hơn. Tại tôm hùm cái con nó nhỏ vừa phải á, mình ăn một bữa thì nó vừa đủ. Hơn nữa giá cả nó cũng rẻ hơn. Chứ mình con này nó mắc quá và nó bự quá nên là lâu lâu thì mình mới được ăn thôi mọi người. Chứ không có thể nào mà ăn thường xuyên, thường xuyên thì phá sản mất. Cũng không dám ăn thường xuyên đâu. Vợ đi lao nhà mệt quá trời. Ăn một con vậy cũng thấy hơi
chưa là làm sao nói là cái gì vậy ông nội, thí dụ ăn thường xuyên thì chồng phải trả tiền chứ. Trời ơi, người ta mời được một bữa là may lắm rồi. Tính là lấy tiền lau nhà của vợ để mua á hả? Còn lâu á hả? Cái màu đẹp ha. Ừ, rồi thích dạ, nha. Màu thích, quá trời đi. Thích nhiều lắm á. Dạ còn nhiều thịt lắm. Chắc rồi. Chắc mày ngày mai mới ăn này. Chồng ăn no chưa? Rồi. Ăn đó hai cái càng kia rồi còn cái người nó ngày mai ăn. Cái này kiểu người hả? Có cái tên khác không? Cái bà địa của nó. Hả? À, cái... mình Việt Nam cái này kêu cái gì ha? Cái ba đi kêu cái gì? Cái thân à? Cái thân, dạ, cái thân của nó. Nè. Hả? Ăn đi nè, ê, đi rửa tay á hả? Ừ, đi rửa tay. Ê, ăn luôn đi để chút rửa tay luôn. Em thì no rồi đó. Em cắt cho anh ăn. Wow, cái càng nó bự không? Quá trời bự. Ăn cái con này phải kỹ chút nha mọi người, nó có gai đó, sợ nó đâm vào tay. Nó tên kêu cua hoàng tế là đúng rồi đó. Yeah. King á, king là King Crab. Là đắt nhất á. Ừ. Dạ. Cũng đẹp nè, cái màu đẹp. Cái này hấp mà lúc về nãy á, mới hấp có 4 phút em mở ra coi á là cái màu nó đã đẹp rồi đó. Nó ồ cái thịt nó mau chín lắm mọi người nha. Mình hấp đi á, hấp khoảng tầm bây giờ là 15 phút để chín là nghĩ chắc là 12 phút cũng chín rồi đó ha. Nó cái cua cái nó ngọt thơm nó không có tanh á. Đúng rồi. Mấy cua nhỏ thì hơi tanh. Dạ. Yeah. Anh cũng thích cái này hơn tôm hùm á. Trời ơi, ai cũng thích ông nội, vợ cũng thích nè, nhưng mà lâu lâu mới được ăn ha chứ thích hoài không được đâu. Người Á Châu thích thôi, người Tây nó nói tanh lắm à. Người Tây không thích ăn hả? Cho nó miễn phí có thể nó không ăn người Tây chứ. Nó ít ăn hải sản lắm. Mình thấy cái gì ngon quý nó không thấy. Mấy hải sản. Cái bữa giờ đi ăn cùng bạn bè cái bữa đó là bữa tiệc gì của lớp học tiếng Anh á, chia tay cuối năm á. Cái cá hồi sống nha. Cá thầy không thích ăn đâu, thì ăn cá hồi chín á, mà mình thì lại thích ăn cá hồi đâu có tanh đâu mà nó cũng thích. Tại cái cuộc sống của Mỹ nó ít ăn hải sản lắm, ít lắm. Nó thấy hải sản một là khó làm, rồi Mỹ nấu cơm luôn, mấy người lần bà nó không biết nấu, nó chỉ có chiên chip stick, chiên già nướng già nó không biết xào, nó không biết không có biết xào, không biết nấu gì. Rồi nó cho con cá nó không biết làm sao, nó không biết làm sạch, nó không biết nha. Cá nó thấy phức tạp lắm, hải sản phức tạp lắm. Dạ, với lại người ta nói là tại sao ăn là còn phải lúc ăn còn phải làm nữa. Ăn là chỉ có muốn ăn thôi, bởi vậy những cái món gì mà ngoài trừ sườn heo, sườn bò các thứ thì người ta còn thích, còn dễ chịu ha. Ví dụ cá là phải làm sạch xương nha mọi người, nó ăn 100% không có xương nó không biết ăn, là có xương nó sẽ chưa làm sao đó, bị hóc. Dạ nó không biết, tại nó nhỏ tới lớn không biết. Không biết cách giống như mình xương nhiều mình cũng ăn được phải không? Dạ. Ok, giống như Việt Nam cá lóc xương nhiều cho nó chắc nó chết luôn, nó không ăn không được. Dạ. Tức là người ta ăn quen rồi đó mọi người. Nên là cái đồ ở trong siêu thị Mỹ ha. Nó chỉ có ăn mấy cái cá biển ngoài biển lớn vậy, nó ăn cái thịt giống như bistec kìa, một miếng vậy không có xương, không có da, không có cái gì chiên. Cái nó thích mình thì Á Châu thấy không có ngon chút xíu nào hết á. Đó, tức là những cái gì phải làm sạch xương, sạch hết rồi người ta chỉ có nấu lên và mùi thưởng thức cắt ra để ăn thôi. Chứ không có phải là phải vừa làm vừa cắt như mình như thế này là người ta không thích đâu mọi người. Có nhiều khi cho thêm tiền cũng không là người ta sẽ nghĩ là ủa tại sao đang ngồi ăn là đã hưởng thụ rồi mà còn phải làm nữa. Hả? Mỗi người một suy nghĩ riêng đó mọi người. Ok mọi người, bây giờ thì hai vợ chồng Lộc đã ăn no rồi, cũng đã nói chuyện với mọi người một số cái. Nói chung là hôm nay rất là vui. Dạ, thiệt vui. Ta vừa ăn ngon, vừa nói chuyện, vừa có vụ sai, vừa nói chuyện đùm là không biết có nói gì bậy bạ không. ba má, các anh em chị ở Tân Kỳ, Việt Nam, Victor AC, hello ha.
Chắc mình 6 tháng, 10 tháng sẽ gặp lại. Dạ, rồi say hello các bạn ở Việt Nam đã ủng hộ hai vợ chồng nữa chứ. Coi video của vợ chồng nữa. Giờ anh Victor nhớ nhớ cái thịt ngang á. Giờ chục đồng ha, thịt dê sẽ làm mấy con ha. Ok. Victor nói Victor tiếng Việt thì nói rất là giỏi rồi, nhưng mà nhiều khi ảnh nói không có rành đó mọi người. Ý ảnh là ảnh đầu tiên là ảnh gửi tới lời say hello, tức là xin chào với gia đình Lộc ở quê Tân Kỳ Nghệ An trước, anh chị em, bạn bè, người thân của Lộc ở Việt Nam trước. Sau đó thì sẽ gửi lời say hello tới những người mà đang ủng hộ coi video của hai vợ chồng nè. Đó rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi hai vợ chồng Lộc nha. Nhớ like, share, subscribe, ủng hộ, tiếp tục ủng hộ cho hai vợ chồng nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn nhiều nhiều. Thank you, gracias, arigato. Yeah. Xie xie. Cảm ơn nhiều nhiều. Ok. Vừa nãy nói là tiếng Anh nè, rồi tiếng mẹ, tiếng Nhật. Rồi tiếng Trung Quốc, rồi tiếng Việt Nam. Mexico, tiếng Pháp. Mexico.